shit regardless. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bước của ly mơ mùi đá. Lúc này tôi rất muốn uống lắm rồi đấy, nhưng mà tôi phải hoàn thành xong cốc mơ mùi nóng trước, xong rồi chúng tôi mới bắt đầu chụp ảnh cả nóng lẫn đá rồi up lên cho các bạn thì chúng tôi mới được uống đấy. Mơ mùi đá vô cùng đơn giản. Vậy mơ mùi nóng thì thế nào? Đầu tiên chúng ta vẫn sử dụng ly sứ 350ml có kèm đĩa. Bước 1, dầm mơ vẫn 4 quả mơ. Tiếp theo là gì? Dầm nhẹ là mơ muối nó sẽ nát ngay. Đó. Ok. Vậy là bước 1 đã xong. Bước 2, tạo vị. Nhớ nhá, 25ml nước cốt mơ và 35ml đường. 25ml nước cốt mơ và 35ml đường. 25ml nước cốt mơ. Ok, 25ml rồi. Tên tên 35ml đường. 25ml cộng 35 bằng 60. Hãy nhớ con mốc 60 này nhé. Ok. Rót. Xong bước 2. Bước 3, làm đầy cốc và trang trí. Làm đầy cốc của mơ mùi nóng thì vô cùng đơn giản thôi. 270ml nước sôi. Phòng trường hợp mà khi các bạn làm đến cái công đoạn 3 này của mơ muối nóng rồi này mà quên mất đi không biết là đổ bao nhiêu nước sôi thì bạn hãy lưu ý nhé. Với đồ nóng chúng ta luôn đổ đến mực nước cách miệng ly 1 cm, cách miệng ly 1 cm đó. Nếu mà bạn đã nhớ thì bạn cứ rót thẳng nước sôi vào cách miệng ly 1 cm là được. Còn nếu mà cẩn thận hãy rót 270ml nước sôi. Ok, đến phần trang trí của mơ mùi nóng này tôi hướng theo hướng là giản dị, gần gũi và thân thuộc thôi, không quá cầu kỳ như là mơ mùi đá. Nên là tôi sẽ thả một bông hoa hồi trên mặt nước sôi. Sau khi nước sôi được ngấm, bông hoa hồi nó sẽ tạo ra một cái hương nằm trong cốc mơ muối. Và như tôi đã nói rồi, mùi hương của hoa hồi rất là hợp với mơ muối, nên tôi quyết định chọn hoa hồi thả lên mặt cốc, thả chính giữa nhá. Đó. Và lưu ý đồ nóng thì luôn luôn là phải có một cái thìa để bên cạnh. Để như nào? Ok, bưng lên cho khách. Công thức mơ muối nóng: mơ muối quả 4 quả, nước mơ muối 25ml, đường 35ml, nước sôi 270ml, hoa hồi 1. Pha chế online, cốt thấp lãi cao. Hãy cùng tôi xem cốt của mơ muối là bao nhiêu.
1, dầm mơ. Cho 4 quả mơ muối vào cốc sứ. Dầm nhẹ quả mơ. Bước 2, tạo vị. Rót 25ml nước mơ muối và 35ml đường vào cốc. Bước 3, làm đầy cốc và trang trí. Rót 270ml nước sôi vào cốc. Thả một bông hoa hồi lên mặt cốc. Bạn thật là giỏi khi đã học hết bài mơ muối của khóa học đồ uống truyền thống. Có lẽ bạn sắp trở thành chuyên viên pha chế đến nơi rồi. Và nếu như bạn muốn trở nên thành thạo hơn về kỹ năng pha chế thì chắc hẳn là có rất nhiều thắc mắc. Hãy bình luận xuống phía dưới để chúng tôi có thể trò chuyện với bạn nhiều hơn. Xin chào và chúng ta sẽ gặp lại ở video tiếp theo.